Vâng, em Minh Chiến chào tất cả các bác. Đợt này em về được một em Pioneer Edit 980. Đây là những model được tích hợp 4 đồng hồ cửa sổ, 2 đồng hồ vô phía bên tay trái đây và 2 đồng hồ FMAE. Thì lúc trước em về được 2 con thì lên đường trong ngày, thì đây nên đường này về được một em. Rất là keng luôn nha các bác, cực kỳ đẹp cho các bác này, sưu tầm. Dòng này thì tất cả là mạch phay trắng rất là đẹp nha. Nó rất là sang. Tất cả nấm nút được bắt kiểu kim cương, rất là sang trọng. Khi các bác có ánh đèn rọi vào thì nó sẽ ánh lên rất là đẹp này. Có thấy độ đẹp của sản phẩm này. Đây. Những dòng Edit 980 của Pioneer rất nổi tiếng, các bác có thể chơi vào những dòng loa Mỹ, loa Nhật cổ hoặc là những dòng loa JBL, loa châu Âu đều rất là tốt. Em này đánh hai cầu loa, các bác có thể đánh AB cùng lúc, đánh hai cặp loa vân vân. Và giá con Edit 980 này là giá 21 triệu nha các bác. 21 triệu đã bao gồm phí ship. Dòng này thì sexy vàng, máy rất là đẹp nha. Sử dụng điện 120V, các bác có thể cắm điện 110 và 120V. Là nó là hàng Mỹ nha các bác. Ở thị trường Mỹ nên nó sử dụng điện 120V. Những dòng này chỉ có riêng ở thị trường Mỹ thôi nha các bác. Các bác thấy độ đẹp của nó này, trưng bày rất là đẹp. Này các bác thì thấy nấm nút này, đấy, nó ánh như này, ánh lên, kia nó ánh hào quang nha các bác. Mé chắc bãi là nó ánh lên như hào quang vậy đó. Đây là phía trên vỏ gỗ nha. Đây là phía bên hông cạnh trái. Bác nào lấy thì liên hệ cho em qua hai số điện thoại trên nha. Đây là cạnh phải nha. Và đây là phía sau của con Amly, có thể AC điện 120V. Những con này công suất lớn nên là có trang bị cổng bre out và bre in luôn nha. Aux 2 cổng phono. Ở đây cần anten thì chúng ta RFM AM. Hai cầu loa sử dụng mở chim nha các bác. Có thấy vỏ gỗ rất đẹp nha. Sau đây em mời các bác xem cấu hình bên trong. Vâng, sau đây em mời các bác chiêm ngưỡng vĩ điệp tuyệt tác của dòng Edit 980. Nó là sexy vàng, đây các bác thấy thôi. Vàng khè luôn nha, rất là mới. Hai tủ lồng ngô và một tăng phô. Và đây là phần công suất. Đấy. Đây các bác có thể cảm nhận được đồ đẹp sản phẩm nha. Nó rất là mới luôn nha. Bác nào sưu tầm thì liên hệ cho em nha. Đây, đây là phần đèn. Điện 110 và 120V nha các bác. Giá là 21 triệu đã bao gồm phí ship. Đây các bác thấy nha, ốc vẫn khè luôn nha. Rất là mới và cực kỳ đẹp. Nhìn phát là yêu ngay. Nếu các bác mà yêu thích những dòng này thì lúc trước về có hai con nên là không có nhiều, nên trong ngày đã hai bác đã chốt mất rồi. Nhiều bác hỏi mà em không còn nên là nay về chỉ có được một con. Rồi em chiếm chiến sinh dần video nha. Thì các bác nào lấy thì liên hệ cho qua hai số điện thoại trên. Thì giá đã bao gồm phí ship. Nếu các bác là chỉ con đủ thì em sẽ bớt cho vài trăm. Còn cọc tiền thì các bác cọc khoảng 2 triệu nha. Thì hàng em gửi hàng tới cho các bác. Thì các bác ở xa, ở Hà Nội, ở các tỉnh á, thì khoảng 2 đến 3 ngày. Thường thì chậm chậm thì 3 ngày, nhưng các bác ở Hà Nội á, nó có khi nó cùng tuyến nó đi rất là nhanh, có ngày rưỡi là 2 ngày là tới rồi. Thì khi đó nhân viên sẽ liên hệ cho mình và các bác sẽ hẹn thời điểm giao hàng, thì nhân viên sẽ giao hàng cho các bác. Rồi cảm ơn các bác rất là nhiều đã theo dõi và lựa chọn sản phẩm bên em.